Lời đầu tiên cho Trần Sang xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang phó lưu theo kênh Trần Sang Keyboard, và đồng thời xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp Trần Sang, tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước. Thì trước khi đi vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì Sang cũng xin thông báo đối với tất cả các anh chị học viên là chúng ta nhớ nhấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video ha, để mà khi Sang giao bài chúng ta sẽ nhận được liền ha. Đặc biệt là các anh chị học viên mới đó, chúng ta chú ý những cái phần nhỏ nhỏ đó. Và một lần nữa Sang cũng xin cảm ơn cái tấm lòng của cô chú anh chị lúc nào cũng luôn bấm like để mà cho Sang có cái tinh thần, thì Sang xin cảm ơn cái tấm lòng đó của cô chú anh chị. Rồi thì Sang cũng có nhận được một cái câu hỏi của một người học viên, đó là cái cách mà suy luận ra, đó là từ cái cách mà suy luận ra từ cái tâm la thứ qua cái tâm khác bất kỳ, ví dụ như là qua cái tâm rơi thứ, thì cái cách suy luận đó là như thế nào. Thì hôm nay thì cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì Sang sẽ đi vào sâu để mà giải đáp cho người anh học viên đó ha. Bởi vì học viên đang học cái bài Một Cõi Đi Về ha, đang học cái bài Một Cõi Đi Về, rất là thích cái bài nhạc Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên là không có biết cái cách mà suy luận ra, ví dụ như là học viên học trên cái tâm rơi thứ đi, nói ví dụ học viên khác chúng ta học trên tâm rơi thứ đi, rồi thì học viên mới là mong muốn là Sang hướng dẫn luôn, không phải tâm cái thứ mà hướng dẫn luôn những cái tâm thứ khác ha, mà cái cách suy luận á. Rồi thì cái nội dung của cái video ngày hôm nay không chỉ giải đáp cho cái học viên về cái phần đó, mà Sang sẽ hướng dẫn chung luôn cho tất cả các anh chị ha. Rồi bởi vì một người thắc mắc thì Sang sẽ hướng dẫn chung cho tất cả anh chị. Rồi thì đối với cái phần mà chúng ta suy luận ra, ví dụ như là thường á, là Sang chọn cái tâm la thứ để mà Sang hướng dẫn cho lớp, bởi vì sao, đó là cái tâm mà nó dễ đánh nhất, đó là cái tâm dễ nói dễ đánh nhất ha, đó là để mà Sang chọn. Và tuy nhiên thì nếu như chúng ta muốn đánh cái tâm khác thì Sang sẽ chỉ luôn cho tâm khác, nhưng mà Sang nói trước là nó khó nha, nó khó. Rồi ví dụ như là thường bình thường là Sang chỉ, ví dụ như là cái tâm la thứ, phải không, la thứ, thì đối với cái bài Một Cõi Đi Về đi, bao nhiêu năm rồi còn mai ra đi nha, thì Sang đọc cái nốt thôi ha, tại này sức khỏe không tốt nên Sang không có đọc luôn cái câu đầu ha. Bao nhiêu năm rồi còn mai ra đi, là mi 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 đồ là pha mi mi đó. Thì ví dụ như là đối với cái câu đầu tiên này thì nó lên tuốt cái nốt pha trên này ha, thì đôi khi là ca sĩ người ta hát không tới, thì lúc này mình chơi tâm la thứ, lúc này mình muốn hạ xuống cái giọng là son thứ, hạ xuống cái giọng son thứ, thì lúc này nó sẽ đánh lại cái câu khác. Nó sẽ nhẹ lại đúng không, cái cao độ nó sẽ thấp xuống, chúng này người ta chơi tập ghế son thứ ha, nó sẽ thấp xuống so với mi 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 đô là pha mi mi đúng không, nó thấp xuống như vậy á. Ví dụ như là nam chúng ta đánh bài này đánh tập son thứ, thì chúng ta sẽ suy luận ra như thế nào từ cái bài mà Sang đã hướng dẫn. Rồi bây giờ chúng ta phải nắm cho được cái bộ hợp âm tương ứng, tức là tương ứng là sao, tương ứng là của thằng la thứ, thì tương ứng với cái giọng la thứ, thì đối với cái giọng son thứ là hợp âm gì. Rồi Sang đọc luôn, thì Sang sẽ đọc từ trên xuống phần phẳng ha, từng ô vuông ha. Thứ nhất là la thứ nè, thì nó sẽ tương ứng với gì, son thứ, đối với cái giọng son thứ thì là son thứ. Rồi bậc một là la thứ ha, Sang đọc theo bậc đi, từng ô vuông đi. Thứ nhất là la thứ nè, bậc một là la thứ, bậc bốn là ghê thứ, bậc năm là mi thứ hoặc là mi trưởng, và bậc ba là đô trưởng, không, đó là cái giọng la thứ. Rồi đối với cái giọng mà son thứ, chúng ta ghi lại ha, chúng ta nhìn theo thứ tự ha. Rồi chúng ta đối với cái son thứ nè, đó thì bằng cái son thứ đối với cái gam của son thứ là chúng ta nhớ luôn ha, xem nữa sẽ quên bằng này. Gam của son thứ bao gồm cái nốt son, la, si, đô, rê, mi, fa, son ha. Sẽ đọc lại, son, la, si là si dáng ha, chúng ta đọc si nhưng mà chúng ta phải hiểu là si dáng, đô, rê, mi dáng, fa và son. Thì trong cái bài dòng quán năm Sang đã nói rồi, đối với cái tông son thứ là chúng ta có những cái scale như thế này ha. Rồi bắt đầu Sang đọc tương ứng với cái hợp âm la thứ nè. Đối với la thứ thì đối với là thứ nhất bậc 1 là đối với dòng son thứ là son thứ, bậc 4 đó là đô thứ ha, bậc 4 là đô thứ. Rồi bậc 5 là rê thứ hoặc là rê trưởng, và bậc 5 chúng ta đối dòng thứ là chúng ta có thể là rê trưởng được ha, bậc 5 trưởng được, rê thứ hoặc là ghê trưởng. Và cái bậc 3 của dòng son thứ của cái dòng son thứ đó là gì, đó là si dáng trưởng, đó là si dáng trưởng ha. Thì tương ứng với Sang đọc tương ứng với la thứ là trên và thằng son thứ là dưới đó, thì khi mà chúng ta chuyển
chuyển từ đối với cái bài một cõi đi về từ cái giọng này qua cái giọng sơn thứ thì chúng ta sao chúng ta chuyển cái hợp âm tương ứng theo ví dụ như là ví dụ thế sai nó chuyển theo ghê ghê và đầu bài đó là vô sơn thứ phải không ghê 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 si sơn mi đê đê là sơn thứ nè đó bắt đầu nó sẽ dẫn qua bậc bốn là đô thứ đô 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 sơn đê đê nó là qua đê trưởng nè ha bắt đầu trở về và bậc một lại si 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 sơn đô đô là đô thứ nè bắt đầu dẫn qua ghê trưởng nó si si gê si la sọt ha gê si la sọt la si đô si la si sọt là sọt thứ ha bắt đầu tiếp tục ví dụ như là tiếp tục cái sang sẽ hướng dẫn tiếp tục cái phần điệp khúc đô 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 si pha 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 si là si dáng trưởng nè pha pha đề đề là gê thứ nè gê 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 sọt gê gê đô đô là bậc bốn nè gê gê son là trở về son thứ bắt đầu tiếp tục si 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 đê là si dẫn trưởng nè si 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 đê si dẫn trưởng si si son son là son thứ la là đô thứ la đề đề là gê trưởng la si son là qua son trưởng ủa son thứ hai trở về chỗ âm này đánh đánh trong son thứ mà trở về chỗ âm là son thứ rồi như vậy là sang vừa hướng dẫn cái cách mà theo từng cái bậc hai đối với la thứ chuyển qua son thứ là gì. Rồi tiếp tục ví dụ như bạn này nói ơi thầy ơi em không có đánh cái tông son thứ nhưng mà em đánh cho nữ bài này em đánh tông ghi thứ thì chúng ta sẽ chuyển như thế nào rồi sẽ chỉ luôn rồi sẽ tương tự như là tông son thứ thôi chúng ta cũng chuyển theo cái bậc nè theo thứ tự của trong cái bài này là gì bậc một là la thứ bậc bốn là ghi thứ bậc năm là mi thứ bậc là mi trưởng và bậc ba là đô trưởng đối với tông la thứ phải không rồi khi mà chúng ta chuyển qua cái tập rê thứ thì chúng ta cũng phải biết cái bậc của rê thứ thì cái scale của rê thứ là sao rê mi fa sol la si 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 dáng đô rê ha hay là bậc tám rê mi ta đọc lại rê mi fa sol la si đô ha và rê đã đọc lại rồi không nói rồi bắt đầu thì đối với cái hợp âm rê thì chúng ta sẽ chuyển tương ứng chúng ta sẽ chuyển tương ứng nào thứ nhất là ví dụ như là chúng ta ở trên tông la thứ và ở dưới sẽ là gì sẽ là rê thứ rồi bậc một đối với tập rê thứ sẽ là rê thứ bậc bốn đó là son thứ bậc năm là la thứ hoặc là gì la trưởng rồi bậc ba của rê thứ bậc ba của rê thứ là gì là pha trưởng bậc rê mi pha bậc ba là pha trưởng ha rồi như vậy là chúng ta sẽ suy ra rồi sau khi mà chúng ta biết được những cái bậc này rồi chúng ta biết được từ thằng la thứ suy bậc rê thứ là biết được những cái bậc sang vừa nói theo thứ tự ở trên suy xuống dưới rồi bắt đầu thì chúng ta sẽ mò cái nốt ví dụ như là la 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 bao nhiêu năm rồi còn si la la đó thì chúng ta sẽ mò được cái nốt chúng ta từ từ bắt đầu qua bậc bốn là son thứ nè son đề là nốt sang cũng đang mò này ha la trưởng nè bắt đầu trở về gây thứ bậc một bốn năm mà pha đề son qua bậc bốn đó ha bắt đầu sang không nhớ thì sang nhớ cái bậc thôi rồi bắt đầu trở về bậc năm trưởng son thân pha pha là pha mi đê trở về chủ âm son pha mi pha đê đó ha bắt đầu lệ nào của cây lệ nào cọ lạ thì tương tự như đó qua bậc ba trưởng đờ pha ba trưởng đờ là gây thứ nè rồi đờ rê là gây trưởng nè son là son thứ nè son la rê là trở về gây thứ bắt đầu tiếp tục điểm khúc tiếp theo bậc ba trưởng nè đô 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 la là pha trưởng pha la là pha trưởng pha pha đề đề là gây thứ mi 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 son là son thứ mi mi là la trưởng mi pha rê là trở về gây thứ đó như vậy là chúng ta đã suy ra được cái hợp âm và cái nốt của cái tông rê thứ ha đúng không như vậy là các mấu chốt nó nằm ở chỗ nào thứ nhất là khi mà chúng ta học cái tông la thứ thì chúng ta phải biết cái scale của nó là si đô rê mi fa sol la rồi khi chúng ta học son thứ thì chúng ta phải biết cái scale của nó sol la si giáng đô rê mi giáng fa sol rồi cái thứ hai nữa là khi chúng ta học tông rê thứ thì chúng ta phải biết cái scale của nó rê mi fa sol la si si giáng đô rê ha một tám rồi thứ hai chúng ta phải nắm được hợp âm đi theo ví dụ như là la thứ là nó nói trước giờ quá nhiều rồi bây giờ đang nói tới son thứ thì sẽ đi theo gì là rê thứ rê trưởng
hoặc là gì, đô thứ và đô thứ chứ không phải là hoặc, và đô thứ nè, rê thứ, rê trưởng, đô thứ, si giám trưởng, ha, si giám trưởng của sao thứ. Rồi đối với cái tập rê thứ thì chúng ta sao, bậc một của nó là rê thứ đúng không, bậc bốn của nó là sao thứ, bậc năm của nó là gì, la thứ, hoặc là bậc năm, bậc năm đá lên là la trưởng vẫn được ha, la trưởng. Rồi pha trưởng ha, nhớ pha trưởng, pha trưởng. Rồi bậc ba của nó là pha trưởng nè, 1 2 3 pha trưởng. Rồi thì chúng ta suy luận ra từ cái bài một cõi đi về sang những cái tâm la thứ đó, sang của mẹ sẽ nói đó, thì chúng ta chuyển qua cái tâm gì, tâm son thứ hoặc là cái tâm rê thứ bất kỳ nào đó, và chúng ta cứ tập, chúng ta suy luận một cách thoải mái, thì chúng ta cứ biết cái hợp âm tương ứng thôi, miễn là sang đây sẽ tới bất cứ một cái bài nào mà sang chỉ nói ở cái tâm la thứ, muốn chuyển qua tâm rê thứ thì sao, cứ lấy cái hợp âm, bộ cái bộ hợp âm sang vừa nói đó, tương ứng xuống thì cái đối với cái hợp âm bên la thứ là hợp âm này thì bên kia nó sẽ tương ứng phía dưới là hợp âm gì ta ghi lại, và tương ứng với thằng này thì tương ứng với kia sẽ là hợp âm gì ta ghi lại. À, nhớ chúng ta học trên chúng ta học son thứ, và từ từ sau này chúng ta nhân bệnh những cái tông này là chúng ta phải nắm là la thứ nè, son thứ nè, mi thứ và rê thứ nè, ba cái tông, 1 2 3 4 chứ, 1 la thứ nè, vô son thứ nè, son thứ, mi thứ và rê thứ, 4 cái tông thứ này là chúng ta cố gắng chúng ta học luôn ha. Và tất nhiên đây là cái phần nâng cao rồi, và Sang đang hướng dẫn cái phần nâng cao để mà giải đáp cho một số học viên chúng ta đang suy luận ra những cái tập khó, thì muốn học những cái phần khó nâng cao thì Sang sẽ hướng dẫn luôn. Thì đối với những chị nào mà chúng ta muốn học cơ bản, học cái phần la thứ thôi thì chúng ta cứ học cái bài trước là được ha. Còn ai mà chúng ta muốn nâng cao cái kỹ năng của mình lên thì cứ học những cái bài như thế này ha, đó là rồi. Thì cái phần hướng dẫn Sang đến đây xin dừng nha. Thì hy vọng qua cái bài này sẽ giúp ích được cho tất cả các chị học viên chúng ta suy luận ra được các cái tông khác nhau ha, rồi của cái dọc thứ. Rồi thân mến chào tất cả các chị học viên nha.